những điều ít biết về Derby Manchester. Lần đối đầu thứ 188 giữa Man City và Man United hôm nay ghi nhận nhiều con số kỷ lục của bóng đá Anh. Trận cầu tại Etihad hôm nay là lần gặp nhau thứ 188 giữa hai đội. Trước đó, Man United thắng 77, Man City thắng 57 và hòa 53 trận. Hai đội cũng nằm trong top 5 câu lạc bộ giàu thành tích nhất bóng đá Anh. Man United đứng thứ nhì với 66 danh hiệu, chỉ kém 2 danh hiệu so với Liverpool dẫn đầu, trong khi Man City chốt top 5 với 29 danh hiệu. Chủ nhà Man City bước vào 19 trận ngoại hạng Anh gần nhất tính từ trận thua Tottenham 2-3 vào tháng 2 năm 2022. Man United cũng có phong độ tốt với 4 chiến thắng liên tiếp, mạch thắng dài nhất của họ từ tháng 4 năm 2021. Giai đoạn đó, Quỷ đỏ thắng 5 trận liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng 2-0 trước Man City tại Etihad. Việc cả hai đội đều có phong độ cao khi bước vào derby tại Etihad hôm nay không gây ngạc nhiên. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2022, Man United chi hơn 300 triệu đô la Mỹ, chỉ kém Chelsea. Man City tung tiền ít hơn hè vừa qua, nhưng đội hình được nâng cấp đáng kể nhờ vụ chuyển nhượng trị giá 63 triệu đô la Mỹ, Erling Haaland. Tổng giá trị đội hình xuất phát hai đội có thể lên đến trên 1 tỷ bảng, tương đương 1,11 tỷ đô la Mỹ. Giá trị toàn bộ đội hình của Man City hiện nay là 940 triệu đô la Mỹ, trong khi của Man United là 916 triệu đô la Mỹ. Chắc Lewis là ngôi sao đắt nhất ở Derby Manchester hôm nay. Khi Man City từng chi 111 triệu đô la Mỹ để mua anh từ Aston Villa hè 2021, xếp sau tiền vệ của anh là 5 cầu thủ Man United. Lần lượt gồm Anthony 94 triệu, Harry Maguire 90 triệu, Jadon Sancho 81,5 triệu, Casemiro 78 triệu và Bruno Fernandes 75,5 triệu. Sắc xanh lớn át hầu nọ ở Manchester trong 9 năm qua, từ khi Sir Alex giải thể. Cụ thể, Man United chỉ giành 3 danh hiệu, kém tới 9 danh hiệu, và cũng chiến tích hơn trung bình 17 điểm mỗi mùa so với Man City giai đoạn này. Nhưng ở góc độ thu tiền, Quỷ đỏ nhìn thấy tới 1,596 tỷ đô la Mỹ chi ra từ năm 2013, trong khi Man xanh chi 1,54 tỷ. Thầy trò Erik ten muốn thắng ở Etihad, nhưng đó sẽ là mục tiêu khó khăn xét tới việc Man City đang đạt phong độ hủy diệt trên sân nhà gần đây. Trong 7 trận sân nhà gần nhất tại ngoại hạng Anh, đội bóng của Pep Guardiola ghi 30 bàn, không trận nào ghi dưới 3 bàn. Trận thắng đậm nhất của họ là trước Nottingham Forest với tỷ số 6-0 ngày 31 tháng 8. Trong 3 trận sân nhà mùa này, Man City ghi 14 bàn, khởi đầu tốt nhất lịch sử giải đấu của một đội bóng ngoại hạng Anh bên cạnh chính họ mùa 2019 đến 2020. Man United mùa 2011 đến 2012 và Arsenal có một điều thú vị là không đội nào trong số 3 đội kể trên vô địch ngoại hạng Anh mùa đó. Sau hai thất bại đầu mùa dưới tay Brighton và Brentford, Man United trở lại. Điều chính then chốt của Ten Hag là cho Quỷ đỏ cầm bóng ít hơn và chơi thực hiện hơn, tranh chấp nhiều hơn và di chuyển chậm hơn. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Man United trong hai trận đầu là 64,8%, trong khi con số này ở 4 trận sau là 41,7%. Quãng đường di chuyển trung bình của hai trận đầu là 101,6 km so với 107,9 km sau đó. Số cú tắc bóng trung bình mỗi trận tăng từ 12 lên 18. Số pha phối hợp có từ 10 đường chuyền không gián đoạn giảm từ 11 xuống 6,3. Phong độ của Haaland có thể quyết định thành bại trận này. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 14 bàn qua 10 trận cho Man City trên mọi đấu trường và nổ súng trong 7 trận liên tiếp gần nhất. Anh lập hat-trick trước Crystal Palace và Nottingham Forest. Bàn thắng trong trận gặp vua biến Haaland là cầu thủ đầu tiên ghi 11 bàn trong 7 trận ngoại hạng đầu tiên. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn như hiện tại, Haaland sẽ kết thúc mùa này với 59 bàn tại ngoại hạng Anh. Haaland còn gây kinh ngạc ở một vấn đề hiệu suất khác, anh chỉ cần 14 lần chạm bóng để ghi một bàn, ít nhất ở ngoại hạng Anh tính từ 2010 đến 2011. Người xếp sau anh Jamie Vardy của Leicester cũng cần tới 50 chạm bóng cho một bàn. Sergio Aguero cần 57 lần chạm bóng. Con số này của Harry Kane và Chicharito, một cựu tiền đạo Man United, là 60 lần. Nhưng điểm chốt thành công của Haaland nằm ở đường
đội cắt bóng phía sau. Kevin Kehun đã có 5 kiến tạo và tạo ra 25 cơ hội ghi bàn cho đồng đội từ đầu mùa, thông số tốt nhất giải. Trong khi đó, Rothi, Ruben Dias, Kyle Walker và João Cancelo là top 4 người có số đường truyền thành công cao nhất giải. Man City đang chiếm ưu thế rõ rệt, nhưng Man United có thể dựa vào lịch sử. Họ có khả năng vượt tình cảnh tốt. 4 trận gần nhất làm khách tại Etihad trên mọi đối trường, Quỷ đỏ thắng 3. Họ là đội duy nhất của ngoại hạng Anh thắng nhiều hơn thua tại Etihad với 4 trận. Nếu lại thắng Man City trên sân Etihad hôm nay, Man United sẽ chỉ kém đối thủ 2 điểm trên bảng xếp hạng. Qua đó khẳng định sự tái sinh của họ thời Ten Hag.